Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam, và ngày hôm nay chúng tôi đang đi dạo phố đến một nơi được coi là thủ phủ của xe Hàn, đó là Hyundai Phạm Văn Đồng, để xem là trong tháng Tết, trong tháng 1 năm 2020 thì Hyundai họ luôn luôn tung ra những chương trình khuyến mãi gì dành cho khách hàng nhé. Let's go. Bình ổn giá nhất chắc chắn phải kể đến là Hyundai Motor. Trong khi các đối thủ của mình như Toyota, Honda hay Ford đang tung ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất cuối năm, thì Hyundai vẫn đang gần như là một chợ một mình, một chợ một giá. Với các dòng xe chủ lực như Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Tucson đều trong thời điểm giảm giá nhưng những con số lại không hề đáng kể. Điều đó cho thấy Hyundai không hề bị gánh nặng bởi những con số lượng xe tồn. Chi tiết các dòng xe giảm giá của Hyundai thế nào thì xin mời anh em cập nhật chi tiết ngay ở phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline để được báo giá chi tiết cụ thể từng thời điểm nhé. Bảng giá cập nhật tháng 1 năm 2020 của Hyundai, nếu như anh em cảm thấy hay thì đừng quên ủng hộ Auto Việt Nam bằng cách like và share video clip của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình của mình để nhận được những tin tức mới nhất của Auto Việt Nam nhé.